chúng con đêm đợi ngày chờ mẹ hiền phân tỏ thiên cơ lậu trình. Cho con biết thiên định lập hội phân xử người mắc tội trần gian. Dập đầu lại đức mẫu hoàng cho con thi cử khoa trạng này đi. Nếu không sẽ tru di hồn xác ngày xưa con gây ác quá nhiều. Ngài gây ra hậu quả đủ điều mong cầu Phật mẫu dắt dịu con thơ. Nay đã mở lực trời phân xử con học tu thi cử khoa tràng. Hết đời trở lại tiên ban cuối xin đại đức mẫu hoàng chứng minh. Đầu cuối lại thiên đình tam giáo nhờ cộng đồng dạy bảo cho con tư ân hiếu nghĩa lo tròn chánh tà phân rõ cho con hiểu tường. Đầu cuối lại thập phương chư Phật ngã độ người đời tàn tật khổ đau. Chịu nhiều cực khổ biết bao đói no chẳng biết ngày nào yên thân. Đầu cuối lại lục thân Bồ Tát giúp chúng sanh đổ đạt quy phong. Nạn tai khói lửa chất chồng mong nhờ Bồ Tát hết lòng cứu an. Đầu cuối lại Tây Phương Phật Tổ ban phép lành bảo hộ nhân sanh. Cứu cho dứt khỏi bệnh tình quyền di Phật Tổ quay linh hải hà. Đầu cuối lại Di Đà Phật Tổ giúp người đời cảnh vật dương gian. Độ cho ba tánh an nhàn người tu sẽ được bình an trở về. Đầu cuối lại chuẩn đề tổ mẫu cánh trần đời năm dẫu có an. Cuối xin tổ mẫu hạ bàn giúp cho ba tánh bình an hội này. Đầu cuối lại Phật Thầy Phật Tổ giúp chúng con giác ngộ tầm tu. Lánh xa tội lỗi ngục tù độ con giữ vững đạo tu trọn nguyện.
đầu cuối lại cụ thiên quyền nữ à, giúp chúng con thi cử mạng ba độ cho nam nữ trẻ già đến ngày dứt hội long qua mạng phần đầu cuối lại quả dân thánh mẫu a ban phép lành chánh đại thủy lôi do phong thủy quả phục hồi chúng sanh vạn vật trao dồi chữ tu đầu cuối lại dân thù xưa lợi à, xả cho con dứt nợ trần ai quyền di phép thuật của ngài phủ dây khắp cả lâu đài ma dương đầu cuối lại tây phương Phật tổ a linh quả đào bảo hộ năm non diệt trừ ma quỷ không còn phép lành bảo hộ núi non ruộng vườn đầu cuối lại nam phương Phật tổ a xả tiện thần tróc quỷ trừ ma diệt thôi lớp lớp thần hà khử trừ tất cả quỷ ma đầy đường đầu cuối lại đông phương Phật tổ a rải bồ đề giác ngộ chúng sanh ban cho phước đức điện lành cứu người thoát khỏi ngục hành tai ương đầu cuối lại đông phương Phật tổ phủ linh kỳ chuyển lực cơ quy bình đao ngã xuống cấp kỳ qua phong thủy thổ đại quy cùng thường đầu cuối lại trung ương Phật tổ a trăng ngũ hành bảo hộ muôn dân đại bình dây khắp biển trần thiên la địa dòng hộ dân khỏi lầm đầu cuối lại quan âm nam hải a nhũ cầm dương rải nước cam lồ cứu người thiện niệm nam mô từ bi bác ái hư vô tâm lành đầu cuối lại ngọc thanh bồ tát nga lãnh lĩnh trời khu các vạn dân khuyên cho ba tánh chốn trần gắn công tu niệm lập thân hội kỳ đầu cuối lại đại bi nguyên thủy dạy những người đại sĩ đại hiền mở ra pháp đạo tu tiên dắt diệu ba tánh trần miền gắn công đầu cuối lại tiên ông thái thượng a phép linh đơn khu dưỡng nhân sanh
sống đời tôi thọ trì kinh cũng nhờ mầu nhiệm phép linh cứu nàng. Đầu cuối lại lê sơn thanh ni mẫu à, phép nhiệm màu rải thấu càng khôn à, khử trừ ma quỷ dâm đòn khuyên cho ba tâm giữ hồn kỳ ban. Đầu cuối lại tử nhà thái thượng nga lãnh lệnh trời kỳ phương phóng lại lập thành hai gái một cái tiên đồng ngọc nữ hắn sai đón chào. Đầu cuối lại nam tàu bắt đầu hoa thiện do lành năm dầu phân chia hiền lương bắt đầu dắt về hung hăng đổ lệ đầm đìa thành sông. Đầu cuối lại tiên ông bạch hạt nga dậy phất trần xè quạt phóng quang nga thượng tầng tránh thủ bình an độ cho ba tánh dương gian thủ hoàng. Đầu cuối lại chân nhân ngọc đảnh thọ sắc trời thu ấn qua tiên chuyện xây nhật nguyệt đạo quyền âm dương hấp thụ giữ yên bình hòa. Đầu cuối lại lệnh bà cố phẩm trăng ngàn trùng vàng dặm linh tiêu quai phong binh mã đủ điều trắng ngang ba tâm dắt diều dòng linh. Đầu cuối lại xích tinh lão tổ ban phép màu bảo hộ cho con vững ngang đạo nghĩa sông toàn ngày nay tất cả chúng con lại cầu. Đầu cuối lại minh châu ngọc tương hạ phạm trần cứu dưỡng ba gia diệt trừ yêu quỷ hằng hà ra tay dẫn đạo mẫu bà càng khôn. Đầu cuối lại lão tôn đại thánh à, lãnh lệnh trời diệt quỷ trừ ma trọc linh răng hổ mạng xà dùng cây thiết bạn đánh ra tỏa quần. Đầu cuối lại chân nhân thái ất nga hạ phạm trần giảng vật phù linh bảo toàn bốn mạng chúng sinh phật trần dây lòng dạng binh thủy điện. Đầu cuối lại phổ hiện Bồ Tát à, giúp người đời bỏ ác từ tâm ăn năn những việc đã lầm từ bi hai chữ công tâm hiền hòa
đầu cuối lại khổ đà Bồ Tát, giúp chúng con đổ đạt trường thi. Thệ nguyện hai chữ quy y, tranh giành cái giả sân si chẳng màng. Đầu cuối lại minh hoàng xuất thế, khai hội thành kinh lễ từ thân. Lâu nay xuất thế hồng trần, lập đời đại hội phong thần kỳ ba. Đầu cuối lại minh hoàng xuất thế, khai hội thành kính lễ từ thân. Lâu nay xuất thế hồng trần, lập đời đại hội phong thần kỳ ba. Đầu cuối lại cung qua nương trưởng, hạ tỳ bà lòng phương rền vang. Tiếng tỳ báo hiệu chẳng ngang, để cho tất cả dương gian kinh thành. Đầu cuối lại ngũ hành năm mẫu, hỏi chúng con theo dấu năm bà. Lên trời xuống địa rất xa, miệng sao bà dắt con về cung tiên. Đầu cuối lại nhiên đăng Bồ Tát, ở trần miền loạn lạc biết bao. Cuối xin Bồ Tát lai trào, giúp con trở giấc chim bao con về. Đầu cuối lại Bồ Đề Sư Tổ, phép nhiệm màu dạy dỗ chúng con. Quyết tâm học đạo cho tròn, gắn công tu luyện pháp quy đại hiền. Đầu cuối lại thông thiên giáo chủ, ban lệnh kỳ hội đủ chư tiên. Bốn phương dụ lòng đạo quyền, để cho sanh chúng bình yên dừng lòng. Đầu cuối lại đại đồng lão tử, sai tiên thần trấn giữ trung ương. Rao từng khắp cả bốn phương, ở ngài chính giữa trung ương có ngài. Đầu cuối lại hồng hà Di Lão, lửa tam thanh diệt bảo trừ gian. Đốt thiêu ma quỷ trần hoàng, giúp người tu hành bình an muôn đời.
đầu cuối lại Phật trời thần thánh, tứ thiên dương lành lịnh bình thiên, vạn muôn la hán hạ miền phủ dây tư phía diệt muôn tinh phàm. Người sống sót thiệt thà nhân đức, kẻ hung hăng lập tức tiêu tan. Cố người tu niệm dương gian hung hăng, xóa sổ hạ mạng lòng quan. Lập trận chiến màn ba kết thúc, phân đành rành trong ngục địa thiên. Đông thành có hơn trung tiên cung, vàng xả tiên đảo điên địa cầu. Khắp ba tánh năm châu lo lắng, cực khổ hành dài nắng dầm mưa. Tứ tiên dân lệnh thượng thừa phi phong, đảo hải không chừa ác gian. Đầu cuối lại minh quang tôn Phật, bấy lâu nay ẩn vật Tây phương. Màn ba gián hạ trần đường, giúp người tu hành Tây phương trở về. Đầu cuối lại lục tề đánh chúa, phép nhiệm màu giấy bùa khắp nơi. Ngày nay dân y lệnh Phật trời, phép màu sửa đổi lập đời thượng quân. Đầu cuối lại chân nhân trung tử, lập phong thần thi cử ngàn ba. Thiên cơ thiết lậu mọi nhà, cho người thức tỉnh hiểu ra luật trời. Dân trung tử lập đời thượng quốc, thay địa cầu cấm vật điền phong. Binh đao khói lửa chất chồng, thần thông biến quá hô phong đảo quyền. Đầu cuối lại bạch liên thánh ni mẫu, hương khói trầm sông khói mười phương. Chúng con sải bước lạc đường cuối sinh, thanh ni mẫu xót thương người phàm. Đầu cuối lại thiên nam minh nguyệt, giúp người đời trừ diệt tà tinh. Chúng sinh dương phải bình tình, mong ngài ban chúc màu linh cứu nàng. Đầu cuối lại thánh quang tam đế, hỏi kỳ ba vô kể tai ương. Mong cầu quang đế xót thương chúng con, mắt nạn giữa đường bơ vơ. Đầu cuối lại thiên cơ đạo trưởng, Phất lệnh kỳ phương tung bay. Dân nhiều nam nữ gái trai, trẻ già lớn nhỏ hăng say đón chào. Nay
đạo trưởng thiên cơ mở lối, hộ chúng sanh cải hối từ tâm. Ăn năn những việc đã lầm cũng nhờ đạo trưởng tận tâm mở đường, đầu cuối lại lục ngương thanh mẫu à, mở đường trời rồi thấu tâm linh, xét soi lòng dạ chúng sinh tu hiền sẽ được phái linh nhiệm màu. Đường tử tức năm châu tội ác à, không quản ngừng thị sát chúng sanh. Quyền di thanh y mẫu ban hành dặn lòng những kẻ sát sanh hai người, đầu cuối lại dương ngô trưởng lão à, phép nhiệm màu dạy bảo cho con hiếu trung hai chữ sống toàn hoằng, khai đại đạo cho con đắc thầm. Đầu cuối lại tam thanh dương tử à, lãnh lệnh trời phụng sự triều gia, rao từng khắp cả mọi nhà sẵn sàng bảo hộ xảy ra điều gì. Lũng nguy biên diệt chi cũng có, người tu hiền hiểu rõ đường đi, đường nào về chốn cung di, đường nào trở xuống a tỳ ngục môn. Tam thanh ni tử dắt hồn dắt xác, quả địa cầu giải thoát cầm luân. Hào quang chiếu sáng rất mừng, dành riêng tu sĩ đưa chân bước vào, đầu cuối lại đại trào thượng khỏi ban cầm rồng đầu đội kim khôi. Trần gian tu học xong rồi ban cho phép hiểu đứng ngồi tòa sen. Nam mô quyền khung cao thượng đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Nam mô diêu trì kim mẫu vô cực đại từ tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Đầu cuối lại hồng quân lão tổ a, giúp người đời phù hộ chúng con. Từ lâu con đợi mỏi mòn đến ngày tận diệt hồn con trở về, long qua hỏi cần kề sắp đến, tâm thần con vô bến vô bờ, sợ rằng con phải chơi với hồng quân lão tổ đợi chờ cứu con. Khai mối đạo làm tròn tâm quyết nga, ở trần miền thời tiết không an, âm dương hấp thụ nguyệt hàng rồi đây tất cả dương gian khổ hạnh. Đầu cuối lại thanh ni âm dương mẫu a, giúp chúng con thi đậu kỳ ba.
hằng sai mối đạo mẹ và thương quân con được đứng ra chấm bài. Long qua hội thi tài nhi nữ đắc quả thầm thi cử nam nhi. Chúng con trai gái vào thi lại cầu thanh mẫu từ bi hộ phù. Giải nghiệp chương chữ tu đắc pháp mà công quả này đền đáp mẹ cha. Đời tàn dứt ngồi lòng qua chúng con có mẹ đưa qua lầu đài. Đầu cuối lại các ngài thiên thâm hộ chúng con trong cầm binh đao. Đạn rơi bom nổ ào ào mong nhờ tiên thấm dây bao phép màu. Đầu cuối lại địa cầu nhất đế đừng phạt hành khó về chúng con. Nếu mà tội lỗi con còn mong nhờ nhất để tha con tội tình. Đầu cuối lại thượng minh đại hải độ chúng con gặp phải tai qua. Mênh mông sông biển hằng hà mong nhờ tứ hải buông tha con hiền. Đầu cuối lại đại điện Bồ Tát ban ngọc trời rải rác cho con. Chúng sanh chết sống hay còn cũng nhờ ngũ cốc độ con trọn đời. Sống dương thế chỉ nhờ gạo lúa sâu bỏ rầy dây mùa mênh mông. Phủ dây tứ phía tràn đồng mong nhờ đại đế thần nông diệt trừ. Đầu cuối lại thanh hư đại tiết giúp mùa màng trừ diệt rầy sâu. Phân mùa gió tiết mong cầu chúng con đành lễ dập đầu cầu xin. Mong đại tiết hiển linh trợ giúp ngày lần đêm lần thập điện nương. Thanh hư đại tiết xót thương quyền linh bảo hộ ruộng dưỡng núi non. Người tục thế có còn hay mất hoa quả màu cánh vật điều hiu an. Sái trời nghịch tiết sẽ tiêu mong nhờ thần thấm đổ điệu ruộng nương. Đầu cuối lại tạng dương Bồ Tát mong ngài thương độ đạt ba già. Hôm nay khắp cả mọi nhà tưởng thờ thân giấy ngôi gia hết lòng. Đầu cuối lại lệnh ông Nam Hải giúp chúng con gặp phải gặp lành. Khói hương khấn nguyện chí thành lệnh ông Nam Hải ban hành.
hạnh quyền di. Đức Nam Hải Đại Bi Đại Phúc giúp chúng sanh hạnh phúc vì ấm mây nọ. Biển Đông sông phổ gió to mong Ngài hộ độ giúp cho thanh nhàn. Đầu cuối lại thanh bàn giáo chỗ hội thánh thần đầy đủ trắng ngang. Long qua sắp sửa hạ màn mong cầu thần thánh độ an người hiền. Long qua hội đảo điên tâm tưởng lại thánh thần cứu dưỡng nội gia. Hạ màn dứt hội long qua lòng thành con tưởng bay xa ngàn trùng. Đầu cuối lại thủy cung bích hải rải nhiệm màu sai bãi nàng nương. Thủy cung phép báo chẳng đường hô phong quán vũ quỷ dương mất hồn. Đại thị tương tài con tài gió vũ lòng cầu mua gió dương quay. Diệt trừ ma quỷ hắn sai hạ màn trăng thổ phân hai thủy điền. Chẳng khói lửa giữ nguyên địa thể giúp người đời đại sĩ đại hiền. Người nào có được căn viên thất nương bảo hộ y nguyên linh hồn. Đầu cuối lại địa môn âm phủ hoa giúp chúng con tình ngủ quên ba. Độ con tưởng mẹ nhớ cha an toàn dứt hội long qua con về. Long qua hội ổ ê thi thề con lại cầu khóc kể đến ông. Từ đây cố gắng hết lòng mong nhờ địa phủ tử vong thả hồn. Đức âm phủ địa môn thương xót tha phần hồn khỏi lọ diêm dương. Nghiệp tầng tội lỗi tai ương cuối sinh địa phủ xót thương hồn trăng. Đầu cuối lại long thần hộ pháp ma giữ cửa thiền trấn áp yêu ma. Người tu bái lại hằng hà mong nhờ hộ pháp độ qua người lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đầu cuối lại thổ thần chủ đất hộ gia đình canh vật quê hương. Việc gì cũng có ngũ phương ở ăn kính trọng ngũ phương hết lòng. Đầu cuối lại bạch hồng ngũ hộ hoa nhờ sơn thần bảo hộ năm non.
giữ gìn rừng núi an toàn để cho tất cả các con hướng nhờ. Con chi lại kính nhờ ngũ hổ quảng trường kỳ bảo hộ chúng con. Lên non xuống dình chúa toàn trường kỳ ngũ hổ độ con qua ngày. Đầu cuối lại thần tài đại đức độ chúng con mặc sức mà ăn. Nghĩa nhân đạo đức nắng quặng thần tài bảo hộ lộc ngân cơ hoài. Đầu cuối lại đức ngài thổ địa độ người đời hiểu nghĩa bán buồn. Mùa mai bán đất chẳng buồn giữ tròn đạo nghĩa bán buôn hòa đồng. Cầu thần địa hết lòng chứng giam cảnh trần đời ám đạm biết bao. Bán buôn chẳng biết làm sao cho vừa lòng dạ người nào cũng vui. Mong thổ địa khiến xuôi cho rõ bán giới buồn phân tỏ cầm cân. Đổ cho ba tâm chốn trần bán buôn giữ vững nghĩa nhân làm đầu. Lòng vọng tưởng lại cầu thần gió cho chúng con hiểu rõ cuộc phong. Nửa đêm lo sợ pháp phòng nghĩ rằng thần gió cuồng phong bất ngờ. Mong thần gió ngó lơ một chút để chúng con hạnh phúc hay ấm hay nọ. Gió phong sóng lớn thật to chúng con xin sống đắn đo pháp phòng. Đời tận thế cụ rồng nổi dậy không chỗ nào chạy khỏi gió mưa. Rền gian sấm sét chẳng vừa phủ dây trần trị không chữa ác gian. Xin Thượng Đế Ngọc Hoàng tha thứ cho chúng con thi cử mạng ba. Độ sanh độ tử từng nhà cuối đầu con lại đức cha Ngọc Hoàng. Ba tiếng sấm nổ vang sập núi tâm thần con chui nhủi đi đâu. Cha ơi cha ngự tây lầu nỡ nào cha để địa cầu phụ con. Xin từ mẫu cung son cô giấc ngã cho chúng con giảm bớt tội tình. Ngày nào con cùng đinh ninh nở nào mẹ bỏ con mình hay sao. Xin đất rộng trời cao chứng giam con thể nguyện không dám bỏ tù. Thần thông kim mẫu hộ phù ngày nào cũng giữ chữ tu tận tường.
mong từ mẫu xót thương con dạy tại con khờ con hãy mẫu thân để cho mẹ xuống phạm trần thật là tội nghiệp mẫu thân vô cùng. Mẹ phải bỏ diêu cung hạ thế cùng vì con khóc kể rên la. Tháng gian dời đức mẹ già làm cho mẹ phải lệ xa cơ hàng. Dòng lệ cháu hai hàng lũy nhỏ không đành lòng mẹ bỏ con thơ. Con ơi ráng đợi ráng chờ, hôm nay mẹ xuống trần đời bên con. Xin kim mẫu cung son chứng chiếu, con lại cầu trả hiếu mẫu thân. Vì con mẹ xuống phạm trần làm cho mẹ khổ tâm thân đã già. Con vui lại xin tha tội lỗi, sửa lòng mình cải hối từ nay. Mẹ cha ngự chốn lầu đài, con nguyện một dạ hăng say đạo màu. Con đành lễ lại cầu tam giáo, xin cộng đồng dạy bảo cho con. Từ nay con hứa lo tròn, lại cầu tam giáo chứng con sổ vàng. Nam mô Tiên Bang Đại Đảnh, phong danh thượng cõi pháp đạo ba lần đại hiện. Nam mô A Di Đà Phật. Cuối lời dứt nghĩa, chuyển Long Hoa Kinh khuyên dạy chúng sinh hãy xuống tận tình trì kinh cứu khổ. Phật trời dạy dỗ phù hộ chúng con ráng học lo tròn cung son lai gót. Màn này màn chót thấm thoát sẽ qua, có mẹ có cha Đức Phật Di Đà Thích Ca dạy dỗ. Thánh tiên bảo hộ giác ngộ mau mau, bữa cháo bữa rau sum họp một màu, cùng nhau quan hỷ ráng đi tu sĩ. Tích lũy đạo màu năm châu bốn biển, lựa tiễn anh tài ra tay lập hội. Hoàng bào mão đội mau mau tắm gội, xả tội hồng trần lập thân màn chót thấm thoát sẽ qua, dứt hội long qua sum họp một nhà. Cháu con hiền sĩ hữu lý hữu tình, tụng Long Hoa Kinh giải thoát chúng sinh. Tiên thánh đăng trình chứng minh hiền sĩ, vô sanh vô dị hữu dị vô danh, được ban phép lành gắn công tu sửa. Hằng ngày hằng bữa lọc lửa mà chi, Đức mẹ diêu trì từ bi hỷ xả. Dông hồn ngủ ngạ vững dạ mà tu, khuya sớm công phu có mẹ hộ phù, hồn linh siêu thoát. Màn chót quân ba lục tự Di Đà, giữ an trong dạ đừng cho nghiêng ngã, pháp đạo tu trì. Quy y hoàng mẫu đèn lòng soi thấu, theo dấu mẹ hiền hoa tiên đua nở,
muôn thuở an nhàn. Lập đàn linh dị dạy người tu sĩ, giữ kỹ tôn thờ ước mơ đạo giáo, giữ ngay lòng thảo mẹ cha dạy bảo, cố gắng tịnh hiền quy nguyên tâm pháp đền đáp mẹ thầy. Nam mô Tây Cung Hoàng Mẫu cứu giảng chúng con dứt khỏi nợ trần. Nam mô Vô Thượng Hư Không Phụ Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn, cảm ứng chứng minh xuất hiện trần gian cứu độ quần sanh, chuyển thành cơ quy nhất. Con quỳ trước giữa điện tiền, cúi đầu đánh lễ mẹ hiền thứ tha, cuối sinh đại đức mẫu bà cô con dứt khỏi lòng qua trở về. Thành tâm con nguyện con thề, nhất tâm đảnh lễ lời nguyện hôm nay. Em thiền nam nữ gái trai, đồng lòng kinh bái tại ngai đền vàng. Trước là con lại phụ hoàng, chứng lòng con dạy dương gian cảnh thành. Từ đây sám hối tu hành, trao dồi kinh sử đọc rành đạo tâm. Lại này con lại quán âm, gắn công gắn sức kiếp tâm chữ tu. Đời này như ánh nguyệt lô, chiều tàn bóng xê mê mồ tối tâm. Cần cầu đức mẹ Quan Âm, chúng con mê muội lạc lầm đường đi. Thệ nguyện ngay chữ quy y, cuối sinh Bồ Tát hộ trì cho con. Chữ tu cố gắng lo trọn, màn ba dứt hội hồn con trở về. Cánh trần là chỗ tạm tế tu hành, trở lại cũng quê mẫu hoàng. Màn ba mẹ mở hoa tràng, con nguyện hết dạ giữ an đạo màu. Dẫu rằng mẹ ngự nơi đâu, chúng con cố gắng lễ cầu giáng sinh. Thọ trì dứt quyển hoa kinh, cuối sinh hoàng mẫu chứng minh lòng thành. Nam mô Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam mô Phật Mẫu Diêu Trì, cảm ứng chứng minh. Trễ đò con phải đò xa, từ đây đôi ngã con cha đoạn lìa. Bảy ức niên mất tánh linh kia, thôi ngàn thu vĩnh biệt cha đành mất con. Các con ơi, trễ bận này là bảy ức niên mới có cơ hội tiến hóa, rồi mất hết linh tánh, mà mất hết linh tánh thì coi như vĩnh biệt.